lại luôn. Cậu mà cái nó điện nhắn tin lên tao mới nói chuyện đó, chứ hồi tao mới bán không có chuyện, mà tới chừng bán được cái cây đó rồi mới nói chuyện tao. Rồi anh, em không ăn mắm tôm đâu, cái này mắm tôm không? Cái mắm tôm mình chấm thịt nướng á. À, à, còn cái này thì mắm nêm mình chấm với cái này, còn cái hai thêm ớt này thêm ớt. Anh đi cho tài làm miếng cuốn cái này nè anh Lợi. Để chuối hôm hôm mới còn chín nè. Rồi đã tính rồi đó. Bán mà nếu mình tính là bán cây tươi á thì sợ nó mất luôn cây tằm. Không bán chứ ba tính là bán cây tươi đó, không có giá đúng không? Điều nó rẻ nhưng mà điều nó nhờ cái nước mình. Cái bài vô mấy? Tráng à.